Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến tất cả mọi người là món sườn non ram. Món này thì ăn rất là ngon cơm và dễ làm. Để mình cho mọi người xem cái miếng sườn của mình nè. Nó rất là bóng đẹp nè và mềm. Món sườn này thì dễ làm, công thức cũng đơn giản. Nhưng làm sao để cho sườn không có bị khô và vừa miệng thì mình mời mọi người cùng vào bếp với mình nhé. Đây là nguyên liệu để làm sườn ram. Mình có 600g sườn, nước mắm, tương ớt, dầu hào, hắc xì dầu, bột ngọt, hành tỏi, đường. Cái thịt này thì mình đã rửa nè, gừng nè, rượu với muối nè, sạch sẽ rồi. Bây giờ mình đi trụng thịt. Để trụng thịt cho nó thơm thì mình cho khoảng 3 muỗng canh rượu trắng vô. Mình trụng thịt cho nó thơm. Và mình trụng thịt khoảng 3 phút thôi. Trụng thịt được 3 phút thì mình tắt bếp và mình vớt thịt ra. Bây giờ cái nồi nước của mình nó sôi rồi nè. Thì bây giờ mình đi hấp thịt nè. Mình hấp thịt để mình ram thịt cho nó mềm á, mềm nó ngon. Và mình hấp khoảng 15 phút. Trong khi hấp thịt á thì mình bỏ 60g hành tỏi vào trong cái bịch ni lông mình đập nè. Mình đập dập nó ra. Trong khi ướp thịt á thì mình chuẩn bị cái phần gia vị nè. 1/2 muỗng cà phê bột ngọt. 5g, 4g. Mình xài 2 muỗng cà phê đường nè, 1 muỗng cà phê đường là 7g. 2 muỗng cà phê đường 13g. Mình cho 3 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh nước mắm là 12g. Ba muỗng canh nước mắm là 37g. Và mình xài nước mắm Nam Ngư nè, nhà mình á hay xài mắm Nam Ngư. Mình cho vô 2 muỗng canh tương ớt. 1 muỗng canh là 17g. 2 muỗng canh tương ớt là 34g. Mình cho 1 muỗng canh dầu hào là 14g. Mình cho vô 1 muỗng một thìa cà phê dầu hắc xì dầu. Nó vừa thơm mà cái màu nó cũng đẹp nữa. 8g. Thì mình ướp thịt nè. Mình khuấy cái phần đường nè với gia vị này lên. Và mình đổ vô, khuấy cho nó tan đường. Chưa tan được, có thể là khuấy sơ sơ thôi. Mình đổ vô, mình ướp thịt. Còn phần tương ớt thì mình sẽ bỏ sau. Bây giờ mình bỏ vô một ít hành tỏi giã đó. Đó, mình khoảng 1 muỗng cà phê hành tỏi giã mình bỏ vào trong này là mình ướp thịt. Là bây giờ mình đảo nó lên, mình ướp khoảng nửa giờ. Và thịt này mình hấp nửa giờ rồi đó, mình hấp 30 phút rồi. Thịt bây giờ ướp được hơn nửa tiếng rồi, bây giờ ta bắt đầu đi xào thịt. Chảo nóng rồi mình cho vào trong này khoảng 3 muỗng canh dầu ăn nè. Bây giờ mình cho hành với tỏi mình đã giã rồi, mình chừa lại một ít. Lát nữa mình cho vô sau để cho nó thơm. Lúc này thì hành tỏi của mình nó thơm rồi, mình cho thịt vô mình ram nè. Và thịt của mình nó đã chín rồi, mình hấp là chín rồi, mình hấp 15 phút là đã chín rồi. Mình đảo thịt được một lát rồi, bây giờ mình cho tương ớt vô nè. Đó, tương ớt thì mình cho sau. Và lúc này mình cũng đừng đun lửa cháy to quá, lửa tới quá thì nó dễ bị cháy ấy. Mọi người nhìn sườn của mình có màu rất đẹp không?
cho một ít hành tỏi sau cùng nè, để cho nó thơm nè. Mình đảo một lát xíu là mình tắt bếp. Thịt của mình lúc này là được rồi nè, mình cho hành tỏi vào một chút xíu, mình mấy phút là được rồi, mình tắt bếp nè. Video làm thịt ram của mình đến đây là hết, chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.